quan chỉ nhẹ của chúng ta. Kính thưa quý vị và các bạn, đến với đêm gala sinh nhật 6 tuổi ngày hôm nay, sáu trúc Cao Chí Minh đã chuẩn bị một nhạc phẩm tuyệt vời để mang tới cho khán giả chúng ta ngày hôm nay. Và mình tin chắc rằng chỉ cần nghe đến cái tên thôi thì mọi người đều nhận ra nhạc phẩm này. Và ngay bây giờ hãy cùng hướng mắt lên sân khấu để đến với tiếp tục đến Thượng Hải và phần trình diễn của anh Cao Chí Minh. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.